Xin chào cả nhà. Hôm nay Hạnh sẽ vào bếp để chia sẻ với cả nhà cái món rau câu dừa lá dứa. Rau câu dừa thì mình sẽ kết hợp với một ít cái phần nước cốt dừa pha với lá dứa ở phía trên này để cho nó vừa béo mà nó vừa thơm nữa cả nhà, lại đẹp mắt nữa ha. Phần rau câu dừa ở phía dưới thì nó trong vắt, có vài cái sợi dừa ha. Rồi phía trên thì một cái màu xanh mát mát, để trong tủ lạnh ăn rất là ngon luôn cả nhà. Món này thì cũng dễ làm nữa. Nguyên liệu thì dễ tìm, rẻ tiền. Bây giờ Combo miền Tây mời cả nhà vào bếp cùng làm rau câu nha. Ở đây Hạnh có chuẩn bị 4 trái dừa. 4 trái dừa thì Hạnh đã chặt và lọc lấy nước rồi nè cả nhà. Thì ở đây Hạnh thu được 3 lít nước ha. Tùy theo cái nhu cầu ăn của gia đình mình mà mình sẽ chuẩn bị cái lượng dừa cho phù hợp. Với 4 trái dừa của Hạnh thì Hạnh chỉ lấy cái được 2 trái thôi cả nhà. Dừa mà để làm rau câu dừa thì mình nhớ là mình sẽ chọn cái dừa nạo mà cho nó hơi già một tí ha. Tức là ở trong cái phần trái á, nó có cái như, hơi dày một tí như thế này cả nhà, thì cái nước dừa của mình nó mới ngọt. Chứ mà mình làm cái trái dừa non quá là cái nước dừa của mình nó sẽ bị chua, nó sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng của cái rau câu ha. Và đồng thời là nếu trái dừa nó non quá thì mình không có thu được cái cái dừa đó. Cái cái dừa Hạnh chỉ lấy được 2 trái thôi thì sẽ được như thế này nè. Thì khi mà mình nạo cái cái dừa ra thì mình sẽ nhớ mình dùng dao đó, mình gọt sạch những cái phần mà cùi dừa mà nó bám trên cái phần cơm dừa nha, để cho nó sạch và mình có thể rửa lại và để ráo nước. Lát nữa mình sẽ đi sắc sợi. Đây Hạnh có chuẩn bị thêm 100g lá dứa để mình làm cái phần nước cốt dừa lá dứa ở trên cái mặt của cái rau câu đó cả nhà. Cái này thì tùy thích gia đình mình, hay mình thích cái hương gì thì mình làm hương đó. Mình thích dừa không khỏi lá dứa thì mình khỏi cần chuẩn bị lá dứa cũng được. Ở đây Hạnh với 3 lít nước dừa thì Hạnh sẽ chuẩn bị hai gói bột rau câu con cá dẻo. Mỗi một gói như thế này là nó có trọng lượng là 12g cả nhà, là mình dùng cho 3 lít nước dừa ha. Thêm nữa là Hạnh có 250ml nước cốt dừa để mà mình làm cái phần mặt đó. Ở đây thì Hạnh có chuẩn bị thêm khoảng chừng 300 cho đến 400g đường. Nguyên liệu tất cả đã chuẩn bị xong rồi, bây giờ mình chỉ cần bắt tay vào mình làm thôi cả nhà. Nước dừa thì mình nhớ là mình sẽ lọc lại để cho nó có những cái cặn hay là những cái xác dừa gì đó cả nhà, thì nó không có bị lợn cợn cái phần nước dừa của mình ha. Là mình cho vô trong nồi luôn để mình đem đi nấu luôn. Thì Hạnh sẽ bắt lên trên bếp để mà nấu sôi. Mà chờ cái phần nước dừa của mình sôi thì Hạnh sẽ đi trộn cái phần bột rau câu với lại đường, với hai gói bột rau câu và 3 lít nước dừa thì Hạnh sẽ cho vào trong cái tô là 300g đường cả nhà. Cái lượng đường này mình cứ gia giảm theo khẩu vị ăn của gia đình mình nha. Mình thích ngọt nghèo thì mình có thể tăng cái lượng đường lên, còn mình thích ăn nhạt nhạt thanh thanh đó thì mình giảm cái đường lượng đường lại. Ngoài ra mình cũng có thể dùng đường phèn luôn. Ở đây thì Hạnh dùng đường cát ha. Cả nhà dùng đường phèn thì mình sẽ tăng lên. Đường phèn thì nó sẽ không có ngọt bằng đường cát. Sau khi cho đường và rau câu vào, bột rau câu vào rồi thì mình sẽ trộn cho cái đường và cái rau câu này nó đều với nhau ha, để tránh khi mà mình cho vô trong nồi nước nó bị vón đó cả nhà. Thì mình sẽ đi xay cái phần lá dứa này để mà mình lấy cái nước cốt ha cả nhà. Mình sẽ cắt nhỏ lá dứa cho vào trong cái tối để mà mình xay sinh tố. Cho vào 200ml nước để mà mình xay. Xay xong thì mình sẽ lọc lấy khoảng chừng 100ml nước cốt lá dứa thôi nha cả nhà. Mình mà dùng nhiều cái nước cốt lá dứa quá thì cái phần rau câu của mình nó sẽ bị mềm á. Xay lá dứa xong thì mình sẽ đi sắc cái phần cơm dừa của mình. Mình sẽ sắc thành sợi nhỏ nhỏ như thế này. Phần cùi dừa thì không cần phải định lượng cả nhà. Mình thu được nhiều thì mình dùng nhiều, mình thu được ít thì mình dùng ít cả nhà nha. Mình cứ sắc nhỏ 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 như thế này. Mình chuẩn bị các cái nguyên liệu kia xong rồi thì mình quay trở lại với cái nồi nước dừa thì nó cũng vừa sôi nè cả nhà. Thì bây giờ mình sẽ cho từ từ cái hỗn hợp đường và bột rau câu vô ha. Vừa cho thì mình vừa khuấy để cho cái phần bột và đường nó tan đều ở trong cái nước dừa của mình. Cái lượng đường mà cho vào cái phần nước dừa này nè, nó cũng tùy thuộc vào cái độ ngọt của nước dừa nữa. Nếu như mà nước dừa ngọt nhiều quá thì mình sẽ giảm cái lượng đường lại. Còn nếu như nước dừa của mình mà mình mua nhầm cái nước dừa mà nó không có ngọt, nó bị chua đó, thì mình sẽ tăng cái lượng đường lên. Thì mình cứ cho từ từ đường vô đi rồi mình thử.
Nếu mà chưa đạt thì mình cho thêm. Mình cho cái phần hỗn hợp đường và bột rau câu vào rồi thì mình sẽ hòa tan và nấu sôi thêm 5 đến 7 phút nữa cho đến khi cái nước rau câu của mình nó trong lại. Mình nấu cho đến khi nó trong và nó sôi như thế này là được rồi nè cả nhà. Đó, cả nhà nhìn thấy cái nước rau câu nó trong ha. Rồi rau câu của mình nó chín rồi. Thì bây giờ mình sẽ tắt bếp. Giờ thì mình sẽ cho cái phần dừa sợi này vào khuôn. Tùy thích, mình thích nhiều thì mình cho nhiều cả nhà ha. Mình sẽ cho một lớp ở phía dưới rồi mình cho rau câu lên rồi mình lại cho thêm một lớp ở phía trên nữa. Rồi bây giờ mình sẽ rót cái phần nước rau câu vào trong khuôn ha. Với 3 lít nước thì hạnh sẽ cho vào trong mỗi khuôn này là khoảng chừng 800 ml, khoảng chừng 500 ml nước cả nhà. 4 khuôn này thì khoảng chừng 2 lít, mình sẽ chừa lại 1 lít để mà mình làm cái phần mặt ở trên nha. Mình làm cái phần nước cốt dừa và lá dứa đó cả nhà. Xong rồi thì bây giờ mình sẽ cho thêm dừa vô nữa. Mình cho dừa vô thì mình cũng có thể dùng cái muỗng á, mình khuấy cho cái phần dừa sợi này nó đều ở trong cái nước rau câu của mình luôn. Mình sẽ chờ cho cái lớp rau câu này nó hơi se mặt lại rồi mình mới cho tiếp cái phần mặt lên trên cả nhà nha. Mình chờ cho cái phần mặt rau câu á cả nhà nó hơi se lại rồi đó, thì mình sẽ quay trở lại với cái nồi rau câu mà hồi nãy mình còn chừa lại nè, rồi mình cho cái phần nước cốt dừa vô. Mình sẽ quậy cho nó đều lên ha. Rồi mình cũng cho thêm 100 ml nước lá dứa vô nè cả nhà. Mình sẽ đun sôi cái hỗn hợp này và quậy cho nó tan đều lên. Để mình giữ màu cho cái phần nước lá dứa này nó đẹp nè. Và thì mình sẽ cho thêm một chút xíu cái phần hương lá dứa này. Tại vì nếu như mình cho nhiều nước lá dứa quá để được cái màu đẹp đó cả nhà, thì cái phần rau câu của mình nó sẽ bị loãng á. Thì cái phần này tùy vào mình nha. Nếu như mình có lấy được cái nước lá dứa đậm đặc thì mình khỏi cho cái này cũng được. Cho là mình cho thêm nước cốt lá dứa và nước cốt dừa nữa, cho nên là cái phần rau câu của mình nó sẽ bị lạc đi á. Ở đây thì hạnh sẽ cho thêm khoảng chừng 2 muỗng canh đường nữa. Mình nấu sao cho cái hỗn hợp này nó sôi trở lại là được rồi đó, mình cũng tắt bếp luôn. Mình sờ thử mình thấy cái phần mặt nó se rồi nè cả nhà, nó khô rồi ha. Tuy nhiên là ở dưới phía dưới thì nó vẫn chưa có đặc đâu, nó còn rất là lẫm ở phía dưới luôn. Cho nên là mình chờ thêm một xíu nữa cho nó khô hơn một tí nữa thì mình mới cho cái phần nước lá dứa lên được. Nó hơi se mặt hơn hồi nãy rồi đó cả nhà. Bây giờ mình cho cái phần rau câu màu xanh vô được rồi đó. Tại vì nếu như mà mình chờ cho nó khô quá thì khi mà mình cho cái lớp nước lá dứa vô thì nó sẽ không có kết dính á, nó bị tách lớp cả nhà nha. Khi mà mình cho cái phần rau câu lá dứa vô thì mình sẽ cho từ từ nè, và mình sẽ đi từ cái thành á để cho nó không có bị lủng xuống phía dưới. Mình rót nhẹ nhàng thôi, mình dùng cái dĩa đó mình rót từ từ cái hỗn hợp rau câu ha. Mình đừng có làm một cái ào là nó lủng ở phía dưới nha. Cái lớp rau câu màu xanh này thì mình cho khoảng chừng 200 cho tới 250 ml ha. Hoặc là mình cứ cho tùy thích. Nếu mình thích ăn béo nhiều thì mình cho nhiều một tí. Rồi mình cứ lần lượt mình cho cái nước màu xanh này cho tới hết cái các cái khuôn rau câu của mình nha. Câu hành nó để trong ngăn mát tủ lạnh được vài tiếng rồi nè cả nhà. Thì bây giờ nó lạnh và nó đã đông lại rồi thì mình sẽ cắt rau câu ra ha. Thì Hạnh có một cái lưu ý nhỏ cho các bạn khi mà đổ trong cái khuôn nhựa giống như của Hạnh nè,
đổ trong cái khuôn nhựa đó, thì khi mà Hạnh kê cái vá múc cái lớp xanh nó sát cái thành của cái hộp nhựa này quá nè, mà cái hộp nhựa thì khi mà mình nó sẽ mềm như thế này nè cả nhà, cho nên là khi mà mình kê cái vá sát cái thành quá đó thì vô tình là mình sẽ đẩy cái thành của cái hộp nhựa này nè nó tách ra khỏi cái phần rau câu trắng ở phía dưới á, cho nên là cái nước màu xanh nó bị lan ra xuống dưới phía dưới này luôn, dưới cái đáy hộp luôn. À, lưu ý của các bạn là khi mà đổ cái phần rau câu vào á, cái lớp trên vào á, thì mình đừng có kê sát thành quá như của Hạnh nha. Nếu như mà mình dùng những cái khuôn như là khuôn inox hay là khuôn thủy tinh á, rồi cái thành này nó chắc chắc cứng á, thì mình kê sát nó sẽ không có bị hở ra. Đó, lưu ý nhỏ như vậy nè, Hạnh có mấy cái khuôn mà nó bị lem màu xuống dưới như thế này nè thì nó không có đẹp nữa cả nhà. Còn nó được như thế này thì nó mới đẹp nè. Như vậy là Hạnh đã chia sẻ xong cái món rau câu dừa lá dứa rồi đó cả nhà. À, cái rau câu thì nó có một cái độ mềm và giòn vừa phải ha, không quá mềm mà không quá cứng, rất là vừa ăn. Độ ngọt vừa phải luôn cả nhà, không có quá ngọt đâu ha. Cái này mà ăn nó rất là vừa, nó rất là thanh rồi đó. Nếu mà cả nhà muốn ngọt hơn thì mình có thể tăng cái lượng đường hơn. Cái phần lớp lá dứa này nè cả nhà, rất là béo luôn và thơm lá dứa, nó sẽ hơi mềm hơn so với cái phần rau câu trắng một tí ha, do là mình có thêm cái nước lá dứa và cái nước cốt dừa đó cả nhà, cho nên là nó hơi mềm nhưng mà nó vẫn không có bị quá mềm đâu, cả nhà yên tâm nha. Cả nhà có thời gian thì có thể vào bếp làm cái món này, bỏ vào trong ngăn mát tủ lạnh để cho gia đình mình làm cái món ăn vặt vào những cái ngày nghỉ dịch ha. Video clip của Hạnh đến đây là xong rồi. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video và mong cả nhà tiếp tục ủng hộ kênh bằng cách like video, đăng ký kênh cũng như là chia sẻ giới thiệu kênh đến người thân bạn bè, để Hạnh có động lực chia sẻ thêm nhiều món ăn ngon lại hấp dẫn hơn nữa đến cả gia đình mình nha. Và Hạnh cũng mong cả gia đình mình ai cũng tuân thủ tốt những cái thông điệp 5K cũng như là những cái chỉ thị, những cái quy định mới về phòng chống dịch của nhà nước mình, để cùng chung tay giúp cho dịch sớm qua đi, người dân trở lại cuộc sống bình thường. Hạnh xin kính chúc gia đình mình ai cũng khỏe mạnh bình an.